là nhiều người ngồi trong đây mình mang nghiệp phá thai, sát sanh nè, bắt hiếu cha mẹ nè, nói lời giả dối đủ chuyện luôn. Quý vị biết rằng trong tất cả các nghiệp thì khẩu nghiệp là liệt kê dễ tạo nhất. Khẩu nghiệp trong kinh Vô Lượng Thọ nhắc rõ ràng, nhớ giữ khẩu nghiệp không nói lỗi người á. Từ cái khẩu nghiệp là Phật liệt kê đầu tiên nhất về cái miệng dễ tạo nghiệp, đúng không? Ghê nhất nha. Mà nhất là cái nơi tập trung phái nữ đông, thấy không? Tại vì người phụ nữ họ nhiều chuyện hơn người đàn ông. Đàn ông cũng nhiều chuyện mà phụ nữ thì nhiều chuyện hơn. Phụ nữ nhiều chuyện hơn mà. Việc này bị công nhận không? Đó. Mà đã là phái nữ ta nhiều chuyện hơn thì vậy, mà đông người tập trung chỗ thì cái chuyện mà câu mâu, câu mâu là cắn môi, tối ngày bậm môi bậm môi bậm 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 môi bậm bậm mắt bậm mũi á, bậm 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 với nhau á đó, thì kết hợp lực lượng nhiều chuyện à, rồi kết hợp lực lượng tạo khẩu nghiệp, có không? Có tạo khẩu nghiệp mà kết hợp không? Có kết hợp nghe. Một mình không chịu đâu, phải gũ nhiều người để có lực lượng đó đông để đi tạo khẩu nghiệp. Nó cái này ghê lắm nè, nhắc tới chỗ này cái mình thấy Phật ngày nhìn rõ ràng. Ngài khuyên mình thấy không? Nhớ giữ khẩu nghiệp, đừng nói lỗi người, thấy chưa? Mình là chúng ta mỗi người bị dính hết trơn. Phật nhắc mình, nhưng dính rồi không sao. Còn cái miệng này quay lỡ liền niệm Phật. Tại cái ý niệm ác kia nó qua rồi thì bây giờ thay đổi ý niệm lại, là bây giờ dùng cái ý niệm niệm Phật lại. Đó, đó là sám hối đó. Nghĩa là sám hối không phải là mình xin lỗi người ta bao nhiêu câu gì đâu, nhưng mà mình quay ý niệm lại, mình nhớ Phật, mình biết gì đó sai mình không có làm nữa, là sám hối. Có cơ hội thấy không? Nhưng mà nhắc mình gì cái tự nhiên mình cảnh tỉnh mình, mà cảnh tỉnh được không biết mấy ngày là mình gặp độ nữa, mình gặp độ kết hợp á. Hoặc là nhắc cái lúc này là bà nào bà nấy, đáng sợ, đáng sợ ghê. Hãy nghe cái là dính mình sợ, nhưng mà một chút ra ngoài ăn cơm quên mất tiêu. Bởi vì Đức Phật ngày mới nói rằng chúng sanh diêm phù đề kiên cường khó giáo hóa, đúng không? Kiên cường khó giáo hóa. Nên mỗi một người chúng ta, vì sao Phật nói mình kiên cường khó giáo hóa? Đó là mình nghe rồi mình sẽ quên đi. Mình nghe rồi mình sẽ quên đi. Mà lạ thay cái ác thì mình lại không quên. Tại sao cái ác mình không quên? Vì cái chủng tử ác mình nó dày quá nên nó không quên. Gọi là duyên ác dày nên không quên, duyên thiện mỏng nên dễ quên. Mỗi người nghe chỗ này để ý đi. Mình không có trách ai chứ á, mà mình phải công nhận là do nghiệp chướng của mình. Duyên ác dày, duyên thiện mỏng. Cái duyên thiện của mình nó mỏng quá, mà duyên ác mình quá dày. Nếu mà không gặp cái pháp môn niệm Phật này, làm sao gầy dựng duyên thiện mình được. Tại vì mình không thể mỗi lúc mỗi nơi mà mình trì chú tụng kinh, nên á, cái duyên thiện mình không phát khởi được. Mà mình không trì chú tụng kinh được, tu các pháp khác thì duyên ác nó nổi lên. Nhờ pháp môn tịnh độ này đi đứng nằm ngồi nhắc mình niệm Phật suốt. Rồi ví dụ như bấm số niệm Phật này cũng là phương pháp nhắc mình hay nè. Tại vì mót được, cầm nên mót. Ai với đạo Phật là mình bấm, ai với đạo Phật bấm, ai với đạo Phật bấm. Ví dụ như Đại Lão Hòa Thượng Chí Tịnh ngài nói rằng miệng tôi đang nói chuyện thì tâm tư tôi phải nghĩ việc đó tôi mới nói chuyện. Vậy thì tâm đâu nhớ Phật, miệng đâu niệm Phật. Còn bây giờ tâm của mình nhớ Phật, miệng mình niệm Phật, vậy tâm đâu nghĩ việc bất thiện, miệng đâu nói bất thiện. Thấy không? Đổi lại, thấy rõ ràng chưa? Vậy thì cái máy bấm số này hỗ trợ cho mình, nhắc mình để mà nhớ Phật, niệm Phật.
vì thì không có cái miệng để đi nhiều việc. Nên từ nơi đó mà nó tăng cái thiện duyên, nó tăng thiện duyên và ác duyên tự mắc. Tại tăng thiện duyên thì ác duyên mắc. Giống như cái thằng thiện mạnh thì thằng ác chạy, mà thằng ác mạnh thì thằng thiện chốt. Phải biết mình đứng vị trí nào chứ. Nên từ nơi đó mà nếu mình phát thiện cực kỳ mạnh thì ác tự biến mất, mà ác nó quá mạnh thì thiện tự yếu đi. Đó, bây giờ mình ngồi ở đây là cái phát triển thiện của mình nó mạnh, tại vì nó hội chút đông mà nó phát triển thiện mạnh và nó đang nghe pháp nên thiện pháp nó phát mạnh lên. Nhưng mà khi mình ra ngoài một chút thì bắt đầu là ác niệm nó phát triển, do cái nhân tố bên ngoài và cái quả bên trong nó kết hợp lại, nên cái ác niệm của chúng ta phát triển mạnh lên, nên bắt đầu chúng ta lao theo ác. Tại vì cái chủng tử ác của mình nó nhiều quá, cái chủng tử ác nó rất là nhiều. Cái ác á, nhìn một lần là nhớ lâu dữ lắm, nhưng cái thiện nhìn hoài mà không có nhớ. Quý vị thấy á, ví dụ như mình đọc chuyện tiểu thuyết tình cảm đi, mình đọc qua một lần mình nhớ kỹ dữ lắm, mình đọc qua một lần mình sẽ biết cách làm sao hết trơn luôn. Nhưng mà cái kinh giáo đọc hoài không thuộc, đọc hoài không thuộc. Mình nhìn cái hình ảnh gì tào lao là nhìn một lần là nhớ kỹ vô cùng. Nhưng mà mình nhìn Phật hoài mà sao mình không chịu nhớ Phật, phải không? Nó bây giờ cố công nhìn Phật để nhớ Phật luôn mà sao không nhớ Phật, mà nhìn cái thằng nào đẹp trai là nhớ kỹ còn hơn gì. Nhìn một lần phớt qua thôi là về nhà còn kể chuyện thằng đó nữa. Rồi nhìn con gái nào đẹp đẹp là về kể nhỏ đó. Nhìn một lần là nhớ kỹ ghê. Mà nhìn Phật mà không nhớ Phật, không nhớ hình tướng Phật sao sao. Mà nhìn lâu lắm mà không nhớ, thấy không? Thì mình biết rằng là cái chủng tử ác mình nó mạnh quá, còn thiện pháp thì yếu. Nên nếu không gặp pháp môn tịnh độ này, không gặp những phương pháp thời đại hỗ trợ mình cho con người thời đại tu thì bị tiêu. Nè tiêu rồi còn gì. Nên không gặp tịnh độ mà đi lang thang, đi đầu này đi đầu nọ, đi tứ tung lang thang, nó đi độ sanh nguy hiểm thiệt đó, chứ không phải giỡn đâu. Cuối cùng khi cơn vô thường đến một phát một mình độ sanh, không biết ai độ mình đó. Tại vì sao? Mỗi ngày mình tạo thiện pháp hay ác pháp, mình gây dựng cái đi vòng vòng, mình không chịu dụng công tu. Mà bổ nguyện niệm Phật là niệm danh hiệu ta rước. Còn bây giờ mình đi vòng vòng, mình đâu có dụng công tu cố định đâu, mình lang thang đầu này đầu nọ. Mà lúc mình còn cái duyên đó mình làm được, nhưng khi quả báo nó ập đến là mình tiêu. Nên mình chọn mục tiêu mình đến mình tu để mình gây dựng cả đời. Ở nhà mình tu cũng được vậy luôn, đi đến chùa cũng được vậy luôn. Thì nó hình thành cho mình, nó thành một mô hình cho mình luôn, chứ nó không có thay đổi. Nó thay đổi, mỗi lần thay đổi là mỗi lần nó yếu nhất. Nên một ngôi chùa tu mà cứ thay đổi phương pháp tu là ngôi chùa tu đi xuống. Tại vì nó làm cho tâm của người ở ngôi chùa đã bị loạn đi, yếu. Thí dụ như mình gầy dựng một nghề thì cái khả năng gì nghề được mình cao lắm. Nhưng mà mình đổi nghề là mỗi lần mình đổi cái nghề là con người mình yếu lại một chút. Chứ sao phải gầy dựng lại. Thí dụ như mình học từ lớp 1 mình lên lớp 4, lớp 5 mình lên từ lớp. Nhưng mà bây giờ mình chuyển ở môn học khác là mình thấy mình vất vả lắm chứ không giỡn đâu. Như mình đi làm một cái chỗ nào đó thì mình làm hoài thì tiện. Nhưng mà mình đổi qua cái nghề làm việc khác là khó. Nên từ nơi đó phải chọn một nghề làm, chọn một môn tu phải chuyên nhất thì dễ thành công hơn. Đó, quý vị biết rằng là phương pháp tu này những đức học chứ không phải là mình chế tạo ra. Nhưng mà những đức được có cái là gầy dựng hoài. Những đức gầy dựng hoài luôn, cứ gầy dựng hoài đừng có thay đổi, bởi vì nó mới có kết quả nè. Rồi quý vị thấy cái chỗ này mới là cái hay nè, là quý vị đi về chùa mình tu, quý vị duy trì được cái môn này. Mà quý vị về nhà quý vị tu thì cái môn này cũng không có khác. Nên nhà đức mới đưa ra cái thờ khóa trong chùa với ngoài đời ở nhà giống hệt à, bằng thờ khóa luôn. Giảng là niệm Phật 20 phút, lễ Phật 45 phút, ở nhà cũng y rang luôn. Còn cái 20 phút dạo á là để cho hội chúng đông cho đủ. Còn ở nhà thì bấm lên là mình trước đảnh lễ ba lại,
Xong là bắt đầu là mình quỳ lên hay gì đó, nguyện hương. Nguyện hương xong rồi mình ngồi xuống niệm địa chung. Mình niệm địa chung rồi hết trơn là bắt đầu là mình nghe tiếng bon, cái là mình quỳ lên là mình lễ Phật 45 phút, hồi hướng, nghỉ. Thấy không? Thời khóa Iran luôn. Để cho quý vị đi đến chùa tu và về nhà tu nó giống. Thì tự nhiên tâm trạng con người mình nghĩ sao giống trong chùa luôn. Mình ở nhà mà giống là trong chùa. Rồi có cái tivi để cái chăn vô cái chánh điện mình tu nữa thì quá hay. Bắt đầu là bật lên cái là thấy hình ảnh tu rồi đâu đó rõ ràng. Mình cùng tu chung. Thì tự nhiên cái quái lực đó nó giúp cho mình tu được hết thờ. Nó duy trì mà cái tâm biết niệm Phật lợi ích thì mình sẽ tu được liền. Mình gây dựng cái tâm đó hoài mình tu vậy đó. Nên quý vị nhớ rằng cái pháp môn tịnh độ này nó hỗ trợ mình những cái phương pháp, ví dụ như bấm số niệm Phật, đeo máy niệm Phật, nó trang hoàng cho mình những vị trí này, nó hỗ trợ mình để mà mình niệm Phật được. Nhớ Phật, nhớ Phật là nhớ thiện pháp đấy quý vị, nhớ đại thiện pháp. Mà nhớ đại thiện pháp thì quý vị coi cái tâm ác kia nó sẽ giảm tối đa luôn. Nên tổ sư nói rằng nếu như mỗi ngày mà không nhớ Phật là bao nhiêu việc ác sẽ khởi lên liền. Vừa buông câu Phật hiệu là ác tâm nổi lên liền. Vừa buông câu Phật hiệu là cái miệng này nói tầm bậy liền. Nói chuyện này chuyện kia khơ khơ liền chứ. Không có chịu buông tha đâu. Nói vị coi, mà nhất là mình á, khi đã đi vô tới trong chùa mà cái tâm câu mâu, cái tâm không vừa bụng, không vừa lòng, không vừa ý, chăm chích nhau, gặp nhau kênh nhau là cái tâm này tội ác đạn luôn. Cái tâm này tội dữ lắm. Tại vì sao? Vì ông thầy ông giảng cho mình nghe khô hơi cạn tiếng. Mà mình lúc nghe quan hệ là trước mặt ổng là giống như mình xạo. Mà vừa qua khỏi là tự nhiên mình kênh với người khác. Thì cái tâm đó là cái tâm của mình hai mặt, lặt mặt mau cấp kỳ. Tội lỗi này nặng dữ lắm, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Hiểu không? Đó. Nói trong mảnh đất Dạ Lam, Phật Bồ Tát gia hộ cho mình, hộ trì mình để mình được đi ở tu hành bình yên. Mà như vậy mà mình đi có sự câu mâu đụng chạm nhau, không vừa lòng không vừa ý nhau, chị em biết nhau, anh em biết nhau mà kênh với nhau ở trong ngôi Tam Bảo. Thí dụ như ngoài đời kênh nhau tội nhẹ hơn, trong ngôi Tam Bảo kênh nhau. Nên hiểu được nguyên lý này rồi tự nhiên mình nói ừ thôi, không dám. Từ hôm nay mà bà đến gần tôi, bà nói chuyện người này người kia là bà nghe đi, tôi cũng muốn nó, tôi sợ lắm. Sợ lắm bà, nghe thầy nói sợ quá. Hiểu không? Đó, vậy thì mình 3 ngày này mình tu, quý vị coi, 1 ngày 1 đêm bằng 100 năm ở thế giới cực lạc. Mà 3 ngày 3 đêm mà tu thì bằng 200 năm ở thế giới cực lạc. Quý vị tu làm sao để được như 200 năm ở thế giới cực lạc? Đó là mình lo niệm Phật, mình lo tu nhiệt tình hết mình. Chuyện của ai kể người ta, ai gách quần gách áo gì kể người ta, ai ăn nhiều ăn ít kể người ta, ai thăng hay không thăng gì kể người ta, ai ở đâu kể người ta, ai ngồi đâu kể người ta. Cái chuyện đó là mình lo mình tu, nhà mình lo mình dọn cho tu. Vậy thì 3 ngày 3 đêm này bằng 200 năm ở thế giới cực lạc tu. Đúng không? Nó mình cứ giữ cái cảm giác tu hành mình cho nó an lạc, cho vui vẻ đi. Thì mình có kết quả lớn chứ làm sao? Nói quý vị nghe những chỗ này nó quan trọng ghê không? Nếu mà đi về chùa mà đông cái kiểu này mà ở 3 ngày 3 đêm á, không mà không có giảng pháp là không có ở được đâu. Ồ dễ gì, ngày mỗi bả giọt mất tiêu. Buồn. Bắt mấy bà tu hoài, bà buồn mới đi về, bà chạy mất tiêu rồi. Nhờ giảng pháp vui với bà mới ở đây nè. Chú gặp mà 3 ngày 3 đêm mà bắt tu thì không có tu đâu. Mới nói rồi tôi về nhà tu. Nhà tu cũng được, sao vô đây tu chi mà 3 ngày 3 đêm ở đây chi à. Không có giỡn đâu quý vị. Chùa thì nhiều chùa, mà quý vị thấy chùa người ta có lợi đâu. Là nhờ thuyết pháp người ta mới đến, người ta phái nghe pháp là nó cỡ mở tâm tư. Rồi người ta thấy nó giảng dính người ta, giảng chúng người ta, hiểu chưa? À, người mình ngộ lắm. Thí dụ như ai mà châm chích ngay cái tên mình là mình tức, nhưng mà nói mà gạo gạo ngang mà chúng mình phải nghe. Thấy không hay, công nhận nha, thầy ông giảng hay thiệt á. Cái bà kia bà hỏi, ủa ông giảng hay chỗ nào? Ông nói chúng ngay bon tôi luôn đó bà. Là hay là chúng ngay bon hay, thấy không? Mà thật sự chúng ngay bon mà, có dính phải không? Có, thấy chưa? Dễ thương ghê. Nói ngay là chấp nhận liền. Nó gọi là trước ngôi Tam Bảo thành tâm sám hối kể từ đấy. Không dám tạo khẩu nghiệp nữa, đúng không? Nó mà phải thành tâm sám hối là phải nhiệt tình.
rồi dùng cái miệng này phải thường niệm Phật, cái miệng này phải thường niệm Phật á, thì lúc đó đó nó mới không có, có nói tầm bậy được. Chứ buông ra là nói đó, buông cái tâm nhớ Phật niệm Phật là nói liền, tại vì quá đông, quá đông đó. Nên quý vị biết rằng cái cõi này dễ tạo nghiệp lớn vậy lắm, dễ lắm, rất dễ nghe, phải phải dùng câu Phật hiệu này để niệm. Đó là cái phương pháp thành tâm sám hối đấy quý vị nhá. Ừ. Nè cái nguyện này nè, cái nguyện của Phật A Di Đà ngày dành cho phái nữ nè. À. Khi con thành Phật. Thấy chưa? Khi con thành Phật được. Không? Khi con thành Phật hoài á, phát nguyện mà. Đấy, khi con này thành Phật thì con muốn làm Phật. Con muốn làm Phật thì con không có nói tầm bậy nữa. Cõi nước của con không có người nữ. Phật A Di Đà ngày đặc biệt ghê. Ngài biết cái việc mà có người nữ sanh sản rồi chấp nhất gia đình ha, sanh sản xong chấp nhất gia đình rồi con tao con mày, tao thương con tao, đụng con tao là mày chết với ta, đúng không? À, rồi do có cái gia đình mà nó có cái sự mà ấu đả trong gia đình, rồi từ ấu đả trong gia đình rồi nó ấu đả đoàn thể, rồi nó ấu đả đoàn thể, nó ấu đả đất nước. Nó phải thấy không? Từng đoạn, từng đoạn. Nên nó là gia hòa thì vạn sự hưng. Mỗi gia đình là tế bào của đất nước. Nếu như mỗi gia đình mà hạnh phúc thì đất nước cường thịnh. Mà mỗi gia đình mà thiếu hạnh phúc thì đất nước này khó cường thịnh. Đó. Mà nó phát xuất ngay cái chỗ mà sanh con đẻ con. Tạo ra một gia đình sanh con đẻ con mà chấp nặng. Nó mà gây dựng ra ngay cái chỗ là cái lời nói người nữ nếu mà không biết tu ghê lắm. Họ châm thọt cái gia đình nó tan nhà mất mạng. Nghe thấy ghê chưa? Mà có mà. Họ vô cái nhà đó, gia đình đó. Người ta sanh hai thằng con trai im re ra sống bình yên. Vì mà con trai lớn lên chỉ cần có người yêu hay là có vợ. Người hai người phụ nữ vô căn nhà đó thôi. Với mẹ chồng là ba người phụ nữ trong nhà. Lúc trước có một người phụ nữ thì yên, nhưng mà thêm hai người con dâu vô là nhà này có chuyện. Nó phanh phôi cho hai thằng con trai, mỗi thằng cầm con dao. Phụ nữ nó ghê lắm mấy ông cẩn thận. À, tuy là họ dễ thương, họ tội nghiệp lắm, họ khóc, họ dịu dàng, mình thấy tội nghiệp lắm, thì cũng vì ngay chỗ đó, thấy không, mà bao nhiêu dũng tướng phải hy sinh. Ông ghê lắm quý vị ơi. Ừ, thì coi như Lữ Bố với Động Giác là bậc đại tướng như vậy đâu. Thờ Tam Quốc mà hai vị này là nổi bật lắm. Lữ Bố ai đánh lỡ đâu, nó Lưu Bị, Quan Trường, Trương Phi nhập lại mà đánh ngang ngang với Lữ Bố. Vậy đó mà Điêu Thiền xử lý Lữ Bố ngọt xớt. Thấy không? Rồi Động Giác mà ai mà xử nói Động Giác thì cũng Điêu Thiền dùng Lữ Bố xử Động Giác. Thì thấy chưa? Cấu xé nhau đoàn thể. Một người phụ nữ xinh đẹp, một lời nói ngọt ngào mà còn ghê gớm hơn con dao. Dao cắt cổ chúng người thôi, còn cái lưỡi người phụ nữ cắt chết hàng vạn con người. Ghê chưa? Nó coi lịch sử đi. Có những người phụ nữ xinh đẹp mà bị vua nước khác bắt. Vì mà ông vua này ông quýnh nước kia để ông lấy vợ lại. Mà chết biết bao nhiêu con người mà nói, thấy chưa? Rồi thêm cái nữa là nói người yêu mình là vợ mình. Nên cái ngã là vợ tao mà. Mày dám đụng tới xử lý mày, thấy không? Là do từ nữ sắc mà ra. Nó gọi là anh hùng khó quá ải mỹ nhân. Ghê chưa? Thấy ghê không quý vị? Đó, đó. Kể ra quý vị mới thấy. Quý vị thấy cái tội nghiệp của người phụ nữ của mình đáng sợ. Hiểu không? Nó có nhiều lời đường mặt, rồi khóc dễ nè, rồi giả dạng dễ nè. Hiểu không? Mà đàn ông thì nó thẳng tính, cứng cỏi. Đàn bà thì khéo vuốt ve. Nó chỉ ngọt dịu, nói những lời đường mặt. Nó khóc lóc đồ, rồi ngã vào người đồ, làm kỳ cục.
Nó ghê chưa? Nó quá ghê gớm. Rồi xong đàn ông tức lên là do phụ nữ khích tướng. Khích tướng mà. Nói, ông coi về làm vợ ông có được cái gì đâu. Anh của ông, vợ của họ tiền bạc nhiều gì. Nó cha mẹ chia của cải cho họ nhiều gì. Vậy mà đi qua lợn nghinh liếc gia đình của mình, coi gia đình mình rẻ còn hơn gì. Chim dầu dầu lửa mà. Nó nói này nói kia vài câu, thêm mắm thêm muối một chút thôi. Thằng em mỗi ngày nó hiền quá trời hiền. Nghe vợ nói vậy, nói ông đàn ông mà yếu đuối quá, nhút nhát, cái gì cũng nhút nhát. Cái cuối cùng bởi vì anh ông đàn áp ông, chị dâu đàn áp gia đình mình. Thằng em tức lên nói, bà coi tôi này yếu đuối, tôi không có yếu đuối như bà nghĩ đâu, bà coi tôi chơi cho bà thấy. Cha mẹ nói, con ơi con, cỡ nào cũng hai anh em ruột, sao mà hai con làm điều như vậy được? Người ta sẽ cười chê gia đình của mình con ơi. Cười chê cái gì cười chê? Cười chê gia đình. Nhưng mà ông anh ông có, ông có nhìn tôi đâu mà tôi nhìn ông. Ông làm anh, ông không làm gương, không dạy vợ được, thì tôi xử ông luôn. Là do người phụ nữ không khéo, cuối cùng làm cho hai anh em xử với nhau. Cuối cùng gia đình tan nát hết, cho quý vị thấy, do hai người phụ nữ vô nhà. Ghê chưa? Mình nói đây không phải là nói các cô ở đây. Đúng rồi, mình nói đây là mình nói cái người nào ngồi ở đây mà vậy á. Hiểu không? Người nào ngồi ở đây vậy, hoặc là người nào nghe như vậy mà mình như vậy thì mình sửa đi. Sám hối này vật giảng sanh mà. Hiểu không? Nên cái quốc độ cực lạc hoặc ai với đà. Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài làm vua mà. Ngài làm vua mà Ngài nghe Pháp. Vua Thế Nhiêu nghe Pháp Đức Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai giảng. Khi nghe xong rồi nhìn được vô thường cõi đời, nhìn danh lợi vô thường, nên vua Thế Nhiêu mới buông cung vàng điện ngọc, giao phó lại hết. Rồi Ngài mới đi xuất gia tu đạo làm bậc Sa Môn, tu hành nghiêm túc, tu hành Bồ Tát đạo. Thấy chưa? Nghe rõ ràng, nghe đây là nhắc từ trong kinh Nguyên Văn đó. Đó quý vị coi. Nên Ngài ở cung vàng điện ngọc thì nhất định lúc làm vua phải có vợ nhiều, cung tần mỹ nữ rất là nhiều. Nhưng sự ấu đả của cung tần mỹ nữ ở trong hoàng cung, sự đấu tranh đấu đá, bây giờ người nữ nào ở trong hoàng cung mà được sủng ái nhiều quá thì nó phải tìm cách giết người phụ nữ đó. Tại được sủng ái nhiều quá thì nhất định là người này sẽ đứng lên, biết đâu làm cương vị cao hơn sao, nên nó phải giết người phụ nữ này trước. Thí dụ như hoàng hậu lớn tuổi rồi, không được sủng ái như cung tần mỹ nữ mới vô, thì sợ đứa này nó đẹp quá, nó khéo quá, dụ dỗ ông vua sau này đưa nó lên chức cao làm sao, thì phải tìm cách để giết con nhỏ này. Nó mới vô mà nó khéo léo dụ dỗ vua, đúng không? Thì từ nơi đó ngày vua thấy nhiêu, ngày nhìn hoàng cung được rõ ràng như vậy, thì ngài biết nếu quốc độ của ta mà có người nữ ở trong đó là kẹt cái quốc độ này. Đúng không? Công nhận thiết giả cái này ghê thiệt. Lý giải thì công nhận không? Hay rõ ràng. Tại sao ngài nói quốc độ ngài không có người nữ? Thì mình biết rằng lúc ở hoàng cung ngài đã nhìn. Tại vì hoàng cung mà cung tần mỹ nữ biết bao nhiêu mà nói. Nên ngài biết cái sự đấu đá của người nữ ghê hơn người đàn ông. Mà đàn ông là rất dễ bị người nữ khích tướng. Người đàn ông nó bị người nữ khích tướng nha quý vị. Nên người đàn ông mà vượt qua cái sự khích tướng người phụ nữ là người đàn ông này làm việc lớn. Còn người đàn ông mà dễ nghe lời nữ là thất bại, không nói dòng do chứ. Đúng không? Quý vị coi, nếu mà nghe nói vài câu mà nghe lời tầm bậy tầm bạ là chết. Mình thương họ nghe, nhưng mà mình phải dạy họ. Họ sợ, họ không dám nói tầm bậy đâu. 100% luôn. Phụ nữ họ rất là sợ mình. Mình thương họ, họ sợ lắm. Thương họ, lo lắng, đàng hoàng, mình dạy họ đàng hoàng. Mình nghiêm túc và mình thường răn đe những cái câu trước khi họ nói. Mình thường răn đe gì nè, không có đến gần mà nói này, nó người này người kia nghe chưa. Cái chuyện tôi biết hết trơn, đừng có nói tầm bậy tầm bạ. Tôi không có thích những con người nữ bên cạnh tôi mà nói cái chuyện này chuyện kia tầm bậy tầm bạ như vậy nghe chưa. Chuyện gì để tôi tự biết tôi sắp xếp. Còn nói phải đúng đắn đàng hoàng, nói mà sai là chết. Là sợ, không có dám đâu. Không có dám, phải ngăn trước khi họ nói. Còn nếu họ nói một lần mà mình nghe là họ nói hoài luôn, họ theo họ nói hoài,
Nó nên bên cạnh những đức cũng nhiều cô mà có dám đâu, có dám chăm thọ ai đâu, đâu có dám đâu quý vị. Chứ được dạy nói nhân quả, đâu đâu có dám nói tầm bậy tầm bạ. Quý vị nói nhà có hai người nữ vô mà banh cái gia đình nó thấy chưa. Không chi ở đây mà mỗi ngày bao nhiêu người phụ nữ ở đây chợ. Hiểu chưa? Mấy bà già là phụ nữ chứ phụ gì. Già già chứ. Bà già rồi bà là cao thủ già. Bây giờ nhỏ gái 25 tuổi thì nó là 25 tuổi. Còn trẻ, còn bà già này 80 tuổi bà là cao thủ 80 tuổi. Nhiều chuyện 80 năm. Cái giả cốc chủ chứ phải tầm thường đâu. Bà nhìn ngó còn cao thủ hơn người trẻ nữa. Tại vì bà nhiều năm kinh nghiệm. Nên lướt qua lướt lại là bà biết hết trơn. Bây giờ quý vị coi, quý vị đã từng trải rồi, bị kinh nghiệm. Con gái lướt qua lướt lại đàn ông sao, quý vị biết liền con nhỏ này mánh phé làm sao khiêu gợi đàn ông. Biết liền nha, tại bị kinh nghiệm từng trải. Nên 80 tuổi thì cao thủ 80 năm. Thì đây là cái dạng cốc chủ võ lâm chứ đâu phải tầm thường. Đúng không? Trời ơi. Kìa ba, hai bà già kìa, một bà 85, bà 87. Hai bà, một bà ngồi xe lăn, một bà thì cầm gậy đi lắng nhắc. 100% luôn. Mấy cô lại nói như Đức nghe, nói là thầy thầy, hai bà nói chuyện mà con đứng con nghe rõ ràng luôn. Bà này hỏi bà kia, bà, tôi hỏi bà. Cái bà ngồi xe lăn hỏi cái bà chống gậy. Ở đây tu dẫn bồ vô được không? Kinh khủng không? Mà ngồi xe lăn, ở đây tu dẫn bồ vô được không? Nó bà Văn chống gậy, bà nói nè, dẫn vô ông thầy Đức đập cho gãy chứ. Trả lời vậy rõ ràng luôn đó, đi coi á, kinh chưa? Nó là xác thực 100% luôn đó. Xong mấy cô nói thầy thầy, hai bà này nè, ngồi không chịu niệm Phật, bàn tán. Bà này bà hỏi bà kia là ở đây tu dẫn bồ vô được không? Dựng Đức nói bà nào? Nói bà này nè thầy. Bà nói dạ con nói chê thôi. Xong như Đức hỏi vậy cái bà kia trả lời sao? Thì bà Văn mới trả lời, dẫn vô thầy Đức ông đập cho gãy chân. Nghe không? Đó, xác thực chưa? Nó đừng có nói cái chuyện giỡn chứ. Ở đây mà những đức mà không nhắc mỗi ngày, không quản lý kỹ, không răng đe, đừng có nói mà cái chùa mình nó yên được gì chàng. Không, những đức là người tương đối mạnh mẽ, quyết đoán thêm cái nữa, sâu sắc, không có bị phái nữ mà dùng một hai lời nói này nói kia được đó quý vị. Vì nó trắng ra, nó rõ ra là những đức cũng không phải đến nỗi khờ. Không có khờ. Nhìn vậy chứ không phải khờ. Tại vì sao? Nói gì như Đức hiểu chứ. Nói cái lời nói chỉ cần như Đức nhìn qua là biết nói sao liền. Vì nhìn người đó nói chuyện vài câu như Đức biết liền cái người đó mới đáng sợ. Tại vì sao? Họ nhìn cái cách nói của mình, họ nhìn cái động tác, cái cách nói của mình, họ biết giả thật, nên không có gạt được họ. Người như vậy đó thì nếu mà đứng về vai trò lãnh đạo mình không sợ. Tại vì sao? Những người này nó minh bạch quá. Họ nhìn qua cái hành động, cái nhân cách và cái lời nói, từ ánh mắt, từ cử chỉ, từ miệng mồm nói ra, họ đánh giá được con người này nói thật hay nói giả. Cái đó mới ghê đó. Đúng không? Nó... Còn mình thí dụ như ngoài đời mình gặp người quá đẹp đi, nó nói chuyện mình đâu có đón được đâu. Mình mê trong tình sắc. Thấy không? Mê mà. Nó lỡ nó kêu anh ơi anh, em thích cộng dây chuyền. Nói ngọt dịu mà mình mê quá thì mua cộng dây chuyền nó liền. Còn thí dụ như mình mà mình là con người nhạy bén, nó à được rồi tôi cho cộng dây chuyền. Chứ tôi không phải nói là xin tôi, không phải là nói cái kiểu này kiểu kia. Mà tôi thích cho là tôi cho à, cho. Chứ không phải là đi xin cái kiểu đó. Chứ rồi đi ngang cái chỗ bán vàng này kia. Em ơi, em thích chiếc nhẫn. Mình đi mua chiếc nhẫn, đó là mình bị kích động, khích tướng. Thấy không? Còn này là mình thích mua, mình thích cho, mình cho.
đừng có nói dòng do, đúng không? Nó rõ ràng, tôi thích cho là cho à. Rồi mình quan sát một chút, mình thấy đồ đạc thiếu thốn hay mình nhìn mình biết liền. Hoặc là người phụ nữ họ thích đồ đạc này kia thì mình nói à, tôi cho đó, mua đồ cho đó, nè tiền nè đi mua đi. Mình hiểu trước cái thời gian người ta nói, trước thời gian sinh thì người ta sợ mình thấy mồ. Trước cái thời gian mình đã cho, trước thời gian mình đã nghĩ tới luôn rồi, bây giờ làm sao dám mở miệng. Nên thí dụ như mình nhắc trước cái chuyện không có được xin, không có được nói dòng do trước thời gian mà tôi chưa cho, để tôi tự biết được chừng nào tôi cho, chừng nào tôi mua, đúng không? Vậy thì sao người đàn ông vậy thì quá đặc biệt, phụ nữ sợ. Sợ tại vì sao? Mình lo quá chu đáo. Mà thật sự mình lo chu đáo. Mà khi mình mua cho là mua, là mình không có nói về tiền bạc. Mình cho là mình cho, mình không nói về tiền bạc. Không có nói gì chuyện sao mua đồ này mắc tiền cái này kia. Mình đã cho người ta rồi, mình đã cho người ta mua thì cái gì người ta thích thì người ta mua. Tùy người hiểu không hiểu, tùy vào người đó ta nhìn vào gia đình của mình sao làm sao, nhà mình sao làm sao, tự người phụ nữ đó hiểu. Nhưng mà mình đã cho thì khi người ta mua rồi mình đừng có cằn nhằn. Nói mua gì đâu mà mắc tiền quá trời mắc tiền. Nói thì em mua cái này em thích, thích mới mua, chứ anh cho mua mà. Mua mắc tiền quá trời. Mình nói vậy là mình thấy mình đàn ông nó thất bại rồi đó. Hiểu không? Đó, cái đó là cái đối nhân xử thế không phải đơn giản đâu. Số lượng trong chùa này đông y y vậy mà sống bình yên mà hơn ngàn người. Các điểm chùa bị nghỉ làm sao? Mà đa phần người nữ nhiều, quá trời nhiều luôn. Quá nhiều đúng không? Chùa mình quá nhiều người nữ mà. Đó. Nên thấy không? Ngài nói rằng cõi nước của con không có người nữ. Phát cái nguyện, nếu người nữ nào nghe được tên con, lòng tin trong sạch, phát tâm bồ đề, nhàm chán thân nữ. Không? Sao mà ngài nói nhàm chán thân nữ? Sao mà không nói nhàm chán thân nam mà lại kêu nhàm chán thân nữ? Thì chúng ta biết rằng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là chắc chắn cái tướng người nữ không có dính nằm trong đó, nên mới nói nhàm chán thân nữ. Còn tướng của đàn ông mình là nó có trong 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chắc chắn luôn. Nói phải ép người nữ nghe, nhớ đó, câu này rõ ràng luôn mà. Nhàm chán thân nữ, quý vị hãy xem lại mình, tại sao Phật nói mình nên nhàm chán thân nữ. Nó nhiều thứ mình nhàm chán lắm, nhiều thứ khó khăn khó chịu lắm, thấy không? Rồi mình nó không có được thoải mái tự nhiên như đàn ông. Nên người đàn ông người ta tu cả trăm kiếp người ta mới được. Ê, người đàn nữ chứ mình nó lộn. Chứ tưởng đàn ông mà tu trăm kiếp làm nữ, nữ tu cả trăm kiếp mới làm đàn ông. Thì thấy chưa, cái người đàn ông cái phước còn lớn lắm. Nhìn họ tu lề rề vậy đó, nhưng mà ngộ thay, người đàn ông mà họ cố gắng tu một phát họ qua mặt người nữ. Quý vị nữ đi đi về chùa tu đông gì, chồng mình nó chưa có tu đâu, mà nó mà tu một phát là nó hơn mình. Tại cái tâm buông xuống của ta nó cao. Còn mình tu dữ vậy đó, mình không chịu buông. Đụng đâu mà dính đó à? Đụng đâu dính mắt đó à, thấy đâu cũng dính. Nhưng mà dính rồi dễ ghét, quay đầu ghét cũng hẳn ác đạn lắm. Đó 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 đó, cái này là cái mà cái khuyết của người nữ nè. Còn người đàn ông thì người ta chậm chậm. Người ta đã chọn mục tiêu, người ta thích, người ta quý rồi là người ta nghiêm túc vì cái mảng đó. Còn người nữ mình có khi mình thích rồi mình ghét cực kỳ à. Mà nếu như mà khéo léo với họ là họ thương dữ lắm. Mà không khéo léo là họ hặn, họ mổ bụng. Chứ không có giỡn đâu trời. Giống như Nhật Đức đã từng kể câu chuyện mà cái bà đó đó, thấy chưa? Cái ông chồng ông đi có vợ bé đó. Mà cái bà đó cũng ghê thiệt. Không, nhưng mà cái đó cũng là một cái mà nhắc nhở những người đàn ông cẩn thận. Đi ra ngoài mèo mã gà đồng, đàn ông á, cuối cùng về bà này bà ghê thiệt. Bà vớt một phát bà liền hầm thành thái giám luôn. Nó vớt chồng luôn, hồi xưa đăng báo rõ ràng có mà, đúng không? Thì ghê chưa? Nên từ nơi đó mà mấy ông đi lạng quạng coi chừng.
hẳn á, ghét quá. Cái tâm kinh khủng thì gan thấy ghê. Cầm cái kéo xớt một phát mất tiêu. Thấy ghê trời trời. Thôi mấy ông ơi, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Chắc ăn đúng không? Không biết đâu mà lạng hoạn coi chừng tiêu luôn thành thái giám. Hiểu không? Ghê chưa? Nó đó là cái mà việc lu bu lộn xộn mà Đức Phật A Di Đà ngài nói là cái quốc độ của ngài không có người nữ. Mà ngài khuyên những người nữ đã nhàm chán thân nữ rồi thì phải có cái pháp tu. Phải phát Bồ đề tâm, lòng tin phải trong sạch. À, này mới đặc biệt nè. Thấy chưa? Thì thấy có cái lời nguyện nào mà Đức Phật kèm vô cái lòng tin trong sạch không? Mà sao cái nguyện của người nữ này lại có cái câu lòng tin trong sạch? Vậy là có người, nhiều người phụ nữ đi tu tu tin mà không sạch. Tin mà tin như la bàn vậy đó. Cứ gà xuống. Không chịu quyết chí nên ngài mới kêu lòng tin trong sạch. Là tin hoàn toàn vào bổn nguyện đi. Thấy không? Thấy rõ ràng không? Quý vị thấy Phật A Di Đà ngài đặc biệt chưa? Nó ngài kêu quý vị tin trong sạch đi. Chứ đừng có nói bữa nay tin đầu này, mai tin đầu kia. Bữa nay nghe đầu này, mai nghe đầu kia. Bữa nay tu môn này, mai tu môn kia. Chạy lăng xăng, chạy lộn xộn, chạy tá lả âm binh. Nên ngài kêu mình lòng tin trong sạch đi. Nó đã nhàm chán thân nữ rồi, lòng tin trong sạch với bổn nguyện Di Đà đi. Rồi nương một bổn nguyện niệm Phật đi. Chân thật mà niệm Phật, lòng tin trong sạch để cầu sanh cực lạc đi. Đó, thấy không? Không có người nữ nguyện sanh nước con sau khi mạng chung liền thành thân nam, sanh về nước con. Có nghĩa là trong cái cõi này sao mà nữ thành thân nam? Không có chuyện đó đâu. Bây giờ người nữ vậy mà tự nhiên bây giờ tu mà thành người nam. Chắc kiểu này chắc ta sợ thấy mồ ai mà dám tu. 30 năm về trước bà là người nữ, mà vậy mà 10 năm sau bà là đàn ông. Chuyển thành thân nam mà, không có. Cái này là gọi là tâm đàn ông mạnh mẽ. Hiểu không? Tâm đàn ông mạnh mẽ. Ngày xưa mình là một người phụ nữ, mình thường nhút nhát, sợ hãi, lo âu đủ chuyện. Nhưng bây giờ mình biết tu rồi, mình tập mình mạnh mẽ. Mạnh mẽ đây không phải là chữ chồng, chữ con không phải. Mà mạnh mẽ đây là gặp những sự cố gì trong cuộc đời, hoặc lỡ bị người ta ruồng bỏ, hắt hủi, mình luôn luôn mạnh mẽ sống với cái cuộc đời này. Mà mình là một tư tưởng của trượng phu, có sự gánh vác của gia đình. Chứ không phải nói rằng là không có đàn ông thì mình lại yếu ớt. Vậy thì mình vẫn là người tâm nữ nữa. Thì bây giờ lỡ mình bị chồng bỏ mình, chồng không còn bên cạnh mình mà mình có con nữa. Chắc Phật nhắc cái câu này là tại vì Phật biết cái thời mạt pháp này nhiều người nữ bị xa chồng quá. Nhiều người nữ trong cái cuộc đời này vợ chồng sống với nhau gãy gánh quá. Nên ngài mới phát cái nguyện này, ngài kêu phải tâm phải mạnh mẽ như đàn ông. Chứ đừng bao giờ cho rằng mình là một người phụ nữ phải cần có người đàn ông để mình nương tựa. Mà mình phải mạnh mẽ lên, nếu đã mất đi sự nương tựa thì phải mạnh mẽ lên để sống. Chứ đừng có tiếp tục hàn gắn thêm cái gánh khác mà để khổ tiếp tục. Hay ha. Giảng cái chỗ này mới đặc biệt nè quý vị. Giảng cái chỗ này mới nhắc cho mấy bà mà xa chồng mà lo tu nè. Chứ không thôi mình cứ nghĩ rằng á, bây giờ trong gia đình mà không có đàn ông thì như nhà không có cậu cái, thì mấy bà làm cậu cái đi. Mấy bà làm cậu cái đi. Sao không làm cậu cái mà lúc nào cũng nghĩ đàn ông là cậu cái? Có những người đàn ông trong cái cuộc đời này khi mình lấy họ, họ có làm ăn gì đâu. Mà người phụ nữ còn phải nuôi đàn ông nữa. Vậy tại sao mình không làm cái cậu cái trong nhà đi? Mình có khả năng đó, mình làm được. Thấy không? Là Phật nói rằng mình có khả năng này. Nên Phật nói rằng là tu mà chuyển thành tâm nam, chứ làm sao mà thăng nam. Thăng nam là chỉ có gì cực lạc, hoàn toàn thăng tướng trượng phu. Tại vì mình bỏ cái thăng nữ ở cõi đời này lại rồi, thì cái tâm thức mình nhập vào hoa sen, sanh ra là mình 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đàn ông tướng trượng phu. Thấy không? Rõ ràng luôn quý vị. Đó. Các chúng sanh nào ở 10 phương cõi sanh về nước con đều được hóa sanh từ những hoa sen trong ao bảy báo. Nếu không như thế con không thành Phật. Có nghĩa là chúng sanh nào sanh về thế giới cực lạc
cũng là sanh từ hoa sen. Nam nữ bị đê gì cũng sanh từ hoa sen hết. Đã là sanh từ hoa sen thì 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp đều ra hết trơn. Nên tất cả các cô hãy xem lại để nhàm chán thân nữ, nhìn nhận sâu sắc vì sao Phật nói lòng tin trong sạch. Nó dễ thay lòng đổi dạ với Phật pháp nó thất bại. Nó bữa nay đầu nghe đầu này, mai nghe đầu kia. Nó bữa nay gầy dựng gì, ngày mai gầy dựng khác. Đụng đâu cũng bám, giết không biết bám đâu. Thà bám chỗ nào cho nó chắc chỗ nấy, kết quả còn hơn. Hiểu không? Mình bám ai? Bám ai với đạo Phật chứ bám ai? Mình bám cho chắc danh hiệu ai với đạo Phật đi, thì mình thành công là chắc chắn. Là quý vị, Phật từ bi ghê không? Trong 48 lời nguyện là dành riêng một lời nguyện cho phái nữ luôn. Quá ưu ái, thấy không? Nó từ cái lời nguyện đó gọi là nguyện trong nước không có người nữ nha. Nguyện nhàm chán thân nữ chuyển thân nam nha. Nguyện liên hoa quá xanh. Đó là công đoạn nãy có ba cái nguyện dành cho người nữ đó quý vị. Chắc tất cả những người nữ này đừng bao giờ nói rằng tôi là người nữ nghiệp chướng nặng nề, tính tình này tính tình kia, khỏi cần lo. Quý vị cứ nghe lời Phật, lòng tin trong sạch, tin vào bổ nguyện niệm Phật đi, nhất định Phật sẽ rước quý vị về cực lạc. Thật sự mà nói, tất cả chị em nữ mình, ai mà mình không muốn được thương yêu, được lo lắng, được quan tâm, đúng không? Phật A Di Đà ngài là bậc trưởng phu mà, thấy không? Ngài hiểu điều đó. Dù cho vô lượng kiếp chứ, nhưng ngài lại để lại một lời nguyện để kết duyên với phái nữ, thấy chưa? Thấy không? Rõ ràng không? Ngài nhìn được vô lượng kiếp sau, người nữ hộ trì tam bảo nhiều, thấy không? Không, người nữ nghe quý vị, họ hộ trì tam bảo dữ lắm á. Những đức ở trong ngôi tam bảo từ xưa tới giờ những đức thấy rõ ràng luôn. Đa phần nữ nhịn ăn nhịn uống cúng dường tam bảo nhiều hơn đàn ông đó, nhiều hơn đàn ông. Nói thấy không, nữ nó hộ trì tam bảo nhiều, mà người nữ họ mộ đạo nhiều, họ nghe đạo họ thích hơn, họ thích dữ lắm. Nhưng có cái họ dễ thay lòng đổi dạ thôi à, này mới chết nè, dễ thay lòng đổi dạ. Nó nên từ nơi đó phải gầy dựng lại cho họ, mà họ mà có điểm tựa rồi là họ không có bỏ đâu quý vị. Họ có điểm tựa họ không dạy gì họ bỏ đâu. Nó nhưng mà mình phải gầy dựng giùm cho họ chứ, bỏ bê là thế nào cũng lạc lối, bỏ bê là lạc lối liền, nghe ai nói ngọt ngọt là chạy theo. Nên người nữ họ dễ bị dụ, nói ngọt nói ngon ngọt là họ nghe là thích chạy theo. Nên Phật kêu là lòng tin trong sạch, thấy chưa? Nên bản thân của mỗi một con người nữ chúng ta ngồi đây đông quá, nên mà học tới cái nguyện này mình xem lại mình đi. Vì sao Phật kêu nhàm chán thân nữ, vừa thân nữ và tâm nữ, nhiều chuyện quá hay sao? Chắc gì á quý vị, thấy không? Nhiều chuyện á. Quý vị coi đàn ông ít ai mà thấy nhúng chê lắm. Mà đàn ông nhúng chê thì cái dạng BD hay sao mà. Ví dụ như bưng đồ ăn lên ăn đi, đàn ông đâu có cái chuyện mà múc lên ăn cái ít hơn phụ nữ. Mà phụ nữ mà ăn cái gì mà ngon là ngon lắm, ngon lắm, ăn đi chị, ăn đi. Để tôi kéo lại để tôi ngon lắm. Món gì đâu mà nó ngon vô cùng, ngon luôn, thấy không? Nhưng mà món nào mà không ngon cái chề môi chề mỏ chê, thấy chưa? Mà món nào ngon là im ăn cái chữ ngon đồ ăn bỏ vô túi vài miếng cây. Bỏ vô túi đẹp gì à? Thấy chưa? Còn ba đứa nhà ổng nữa, đem gì à? Cái vỏ đậu tiêu à? Đem gì à? Coi thấy chưa? Thấy này rõ ràng đi sao đó, nên xem lại rồi đi đâu gặp cái gì thấy cái gì cái bắt đầu về đi kêu riêu,
nhìn cái này nhìn cái kia nhìn cái nọ, hoặc là mới đi chùa lợi chùa thấy cái gì nghe cái gì, cái bắt đầu đi về cái kêu 4-5 bà không có đi tu nữa. Chị lại biểu này, chị hôm qua mới đi đến chùa Hộ Pháp tu, dự lễ 4 ngày, nói chị nghe chuyện này trong chùa ghê gớm thiệt, cầu ô vô chùa mà thấy ghê lắm bà, ô vậy vậy vậy, ô vậy vậy vậy, ô vậy hả, ô trời, ô vô. 4 bà kia đi một vòng nữa cả cái xóm, khởi đầu có 1 bà mà đem 4 bà này đi rải rác, rải tá lả âm binh chân, cả cái xóm ai cũng biết cái chuyện đó xảy ra hàng chuyện gì. Xóm trên vừa mới có cái chuyện vợ chồng tôi quýnh lộn, sáng mai cuối xóm nghe tin, thấy không, kinh lắm, không có giỡn đâu. Mà cả ở trong chùa thì biết cái chuyện ở trong chùa, không xài điện thoại gì hết, nhưng mà trong chùa vừa nghe chuyện gì cái là bên chùa mới sáng qua bển họ, những quan hỏi ủa thầy hôm qua bộ bên kia vậy hả, nói ủa chùa không ai chưa ai đi đâu đâu hết trơn, tự nhiên sao bên đây biết nay vậy mà có tin tức bên đây, thấy kinh không, mà là trong chùa tu đó, kinh không. Mày bị biết những cái nguồn tin này ghê gớm chưa, rồi là họ làm như là họ đặt để những cái đường dây điệp viên không thấy như sao, gài máy móc gài con chip gì trong người, cái gì ai nói ra ai nghĩ tới là tự nhiên con chip bên kia kêu lên chip 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 chip, khu vực đó có chuyện đó xảy ra, chip 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 chip, là tự nhiên tin tức báo tùm lum. Rồi Phật tử ngoài đời vô hỏi dạ thưa thầy ở trong chùa chuyện gì hả thầy, có không, nó ủa sao cô biết, có người báo kinh thiệt chứ, người ta ghê không. Đó nên Phật kêu là nhàm chán thân nữ, nó phải không, ghê lắm á. Đó là cái chuyện quý vị hãy xem kỹ đi, hãy xem thật là kỹ để nghe những công đoạn này, đừng có ngại, mà mình nên á giữ cái phước báo của mình từ khẩu nghiệp, giữ cái tâm ý của mình nhớ Phật niệm Phật, giữ cái miệng để niệm Phật, đừng có đi tìm kiếm tùm lum, hiểu không. Ngồi tu mấy ngày mà không khéo mắt sạch thì sao, uổng. Rồi học tới cái công đoạn này đặc biệt ghê, nghe không. Phật ngày ưu ái phái nữ, những đức cũng ái ưu phái nữ lắm, hiểu không, cũng nhiệt tình với phái nữ lắm á, nên nhắc thiệt là kỹ đó quý vị. Nó nên mỗi một con người không có đơn giản, những đức nói mà ở đây những đức hướng dẫn nè, chùa đông đúc hướng dẫn Phật tử đông gì nè, ồ những đức mà không có định hướng cũng là bị quay vòng vòng, mà ai quay đấy, quay đó, không có giỡn đâu. Mà họ nói có nhiều cái cũng hay lắm, mình cũng nên nghe, những cái còn không phù hợp không nghe, không phù hợp không nghe chứ không thôi kêu tùm lum chứ nghe. À, thầy phải gì nè, thầy gì không, ông gì không, ông gì không, nó mình đừng có trả lời chứ nghe, mình muốn làm chỗ nào mình làm chuyện của mình, đừng có giải thích, đừng có trả lời chi nó mít lòng, thấy không. Muốn làm chỗ nào thấy được thì làm, không được thì thôi, thấy chưa. Công chúng đông người mà quý vị, nên mỗi một con người mình tu ở cõi đời này nó dễ đổ lắm, nghe chưa. Nên mới nói là cái thế giới cực lạc chỉ có tiến không có lùi, còn cõi này dễ lùi nè, cõi này rất dễ lùi lại, nên chúng ta phải cần phải có một cái pháp tu để giúp cho mình mỗi ngày tăng chứ không đến nỗi lùi. Niệm Phật á, là cái pháp tu giúp cho mình tăng đó quý vị, không lùi. Nhớ càng về sau con người càng khổ, càng về sau con người càng khổ. Bây giờ quý vị thấy không, con người bây giờ càng ngày càng khổ nhiều, chứ không phải càng ngày càng vui sướng đâu, mà càng ngày càng khổ nhiều, mà kiếp nạn càng ngày càng nhiều, kiếp nạn càng ngày càng nhiều. Nên mình cần được gần gũi chùa chiền gì nè, để mình nương tựa, mình nương tựa. Có một cái cô kia, cô nói thầy ơi con định chạy về quê con sống, nhưng mà con thấy thầy ơi dưới quê không có chùa chiền gì, rồi khổ quá, rồi nếu mà con mà không gần chùa chiền gì con sống làm sao, con sợ con thối tâm quá, xin thầy cho con lời khuyên. Những đức nói thôi gần chùa đi chắc ăn bà ô, gần chùa chắc ăn,
Được gần chùa mà chạy đi đâu cơ khớ chi chợ. Nó ít gì cỡ nào thứ bảy chủ nhật cũng chạy đến chùa. Thấy không? Tuần này thứ bảy là sinh hoạt các cháu nhỏ. Mà nay con nít tôi vô đông rồi đó. Gái con trai được, con gái bên đây con trai bên chùa mới. Đông rồi đó. Thấy giờ sáng dẫn đến 4-5 đứa gỡ. Nó vì thế mà trong mùa hè này những đứa cũng cực nè. Tại vì sao thì nó vô đông mỗi buổi tối. Mình phải nhắc nhở này kia đồ cho nó ăn uống đồ này kia đâu. Chứ không phải giỡn đâu quý vị, nít mà. Nó phải tính từng chút sắp ban bệ sao sao. Rồi ngủ chung với tụi nó là mấy cô đồ ngủ chung với tụi nó để coi. Chứ đâu có bỏ đại bỏ càng cho tụi nó đâu. Đó, nên nó được ở trong chùa mấy tháng là cũng hay lắm. Có bà cô kia bà, mùa hè xong bà gặp như thế bà nói nè. Ồ, con cảm ơn thầy còn hơn cái gì. Mấy tháng hè này, một là cho nó đi học. Chứ nếu mà không đi học mà nó mà ở nhà chết với nó. Hỏi sao à? Làm ăn gì cũng không được với nó đâu thầy ơi. Ừ, nó theo, nó cào nhàu theo. Có làm được cái gì cho nó chứ. Nhờ có chỗ của thầy đưa vô cho thầy coi giúp. Nó nói rõ ràng luôn. Cảm ơn thầy thì ghi. Nó, ừ thôi cũng được. Thì nó chịu vô chùa đó là cũng thiện căn của tụi nó. Chứ nếu nó không chịu vô chùa sao ép. Không sao ép được. Đừng có ép nghe bị. Đừng có ép nghe. Ví dụ như quý vị nói với mấy đứa đó là ví dụ như con vô chùa con ở đi tuần, hai tuần, ba tuần, tháng, hai tháng gì chuyện của con ở. Chứ đừng có mà nó muốn gì mà không rước nghe. Hoặc là nó không chịu vô đây mà bắt nó đi nghe. Mà bắt buộc, bắt ép nó là có chuyện á. Từ đó về sau nó hận Tam Bảo. Nó ghét chùa, nó ghét thầy chùa. Rồi lúc đó là hết duyên luôn. Cái đó nó còn tác dụng vụ hơn nữa nghe chưa. Con cái mình chịu đi. Hoặc là mình cho nó cái gì nó chịu đi. Hiểu không? Có khi nó đi vô đây rồi nó không cần nó nữa. Nhưng mình cho nó cái gì vô chùa đi mấy tháng hè đi mẹ cho cái đó đó. Rồi nó chịu đi rồi nó ký hợp đồng với mình đàng hoàng. Không mà bây giờ chơi phải ký hợp đồng luôn. Ghi giấy đàng hoàng. Ký tên vô là vô mấy tháng cho bánh xe. Hay là cho cái gì, đúng không? Rồi là nó đi. Nó đi rồi lúc đó nó vô đây nó được dạy lại. Nó dạy là tại sao vô đây mình được lợi ích. Mà mình đi ra ý kiến ý còi với cha mẹ, đúng không? Thì từ nơi đó nó tự hiểu à. Là nó được vô chùa. Nó kìm dĩ thì được chứ đừng có bắt ép nó nghe. Bắt ép nó là có tác dụng phụ. Không có tốt đâu quý vị. Nên mỗi một người những đức nhắc vậy đó. Tại chùa mình nó cũng rộng. Nên tạo điều kiện cho các cháu nó được vô ngôi Tam Bảo. Mà vô đây thì nó nói chứ con gái thì cũng được dạy. Làm cái này làm cái kia để nó thấy nó trân quý. Khi nó ở nhà nó không có làm gì. Nó vô đây nó được làm chút đỉnh. Nhưng mà dạy xong rồi lớn lớn lên chút quý vị. Cái trần cảnh thu hút. Thấy không? Nhiều đứa lớn lên á, lớn chùa mình mấy đứa nhỏ nhỏ nhiều. Nhưng mà lớn lên trần cảnh thu hút. Thôi mình không có trách được quý vị ơi. Mình nằm trong cái xã hội bây giờ mình cũng khó vượt qua lắm. Với cái tuổi nhỏ nhỏ như tụi nó. Thôi được nhiêu thì được đi. Đừng có miễn cưỡng, đừng có nặng nề. Trong cái cõi này ghê lắm. Khó vượt qua lắm. Hiểu không? Mình còn khó vượt qua được cái cõi ô trượt cám dỗ này nữa. Đừng nói chi mà con nít. Hiểu không? Nên mình dạy được lúc nào mình dạy. Tốt được lúc nào tốt đi. Chứ đừng có đặt vấn đề. Đặt vấn đề phiền não chứ. Đó là những điều mà nhà Đức nhắc nhở quý vị. Từ nơi cái chăn nguyện người nữ mà nhắc rộng ra quá trời luôn đó. Nhưng mà quay lại là chúng ta nhất định phải nhớ Phật niệm Phật. Hiểu không? Phải nhớ Phật niệm Phật. Đó. Những cái gì mình làm mà tâm trạng mình thấy an lạc thoải mái. Đừng có mà gọi là làm cho mình nặng nề. Rồi tất cả những người chúng ta phải mang một cái tâm trạng an lạc khi mình được đi đến chùa ở ngôi Tam Bảo mấy ngày. Từ bên chùa mới tới bữa nay là 3 ngày đó. Rồi bây giờ thờ này xong rồi bắt đầu là tối thêm thờ lễ Phật 45 phút nữa. Rồi bắt đầu là kết thúc 3 ngày tu. Quý vị biết rằng cả một cái tổ chức chứ đơn giản đâu trời. Những đức mà không biết sắp xếp 3 ngày tu đâu có đơn giản. Người ta ví dụ như khóa tu gì thì người ta có cái khung. Còn cái này là mình xả cản. Tại vì sao kẻ gì người đến kẻ đến người đi nó tá lả luôn. Vì mà cái tổ chức làm gọn hơn là do 3 điểm chùa nó. Nên từ nơi đó quý vị biết có được cái duyên này là quá đặc biệt rồi. Mình được gì mình tu quý vị. Được gì tu tập này kia đồ mình nghe. Mấy ngày nay ít gì nó cũng cởi mở tâm tư. Nó hiểu thêm rất là nhiều.
Nó nên mỗi một con người mình á, mình về đây mình nghe gì rồi mình về mình áp dụng Phật pháp trong cái cuộc đời của mình để mình sống cho đặc biệt. Nhưng nhớ niệm Phật là chính nhất. Cái miệng này nè, thấy không? Ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, vô nghe cái là ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, thấy không? Một chút ra ngoài bà kia bất kêu chị là biểu nói này nghe, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, thấy không? À, chị là đấy, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật. Thầy mới nhắc nãy đó bà, ai với đạo Phật, thấy không? Nói không, ai với đạo Phật liền. À, mình vô nhảy xin gõ bon, ai với đạo Phật. Mình niệm nhẹ nhảy xin, nó tới chuyện, nó kiếm mình đó. Quan gia nó kiếm mình, nó hiểu chưa? Nó đi xuống nhà ăn lấy cơm hộp, xô đẩy này kia, ai với đạo Phật. Chị anh, bao nhiêu cái nghiệp duyên nó bao vây. Nên chiều nay 6 giờ, bắt đầu những đức bố trí chứ, là ngồi đâu đó đàng hoàng cái, soi phát theo vị trí ngồi, tối xong là đi về luôn, gọn hơ, hiểu không? Rút thời gian, tại mình đi mấy ngày nay rồi, chiều nay khoảng cao tay lắm là 8 giờ đổ lại xong chương trình tối nay, chứ bị đi về sớm 3 ngày rồi còn gì, hiểu không? Chứ không có kéo dài thời gian nữa đó. Nên cái chương trình những đức tính từng chút nó cho mấy chị đó. Tính chừng chút cho mấy chị đó, mà mấy chị còn không biết thương nữa. Em quay giỡn đâu quý vị, ô đông người gì mà đâu vào đó được là ngon lắm đó nghe. Mình thấy rằng rất là nhiều người chúng ta sống trong cuộc đời này ai cũng tạo tội nghiệp. Đức Phật A Di Đà ngày từ bi, ngày mở ra con đường cho chính mình có thể sám hối là sửa đổi lỗi lầm, quay đầu niệm Phật, nhất định được giảng sanh. Giống như trong thời Đức Phật còn tại thế, Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng Thái tử A Xà Thế tạo tội nghiệp cũng như trong ngũ nghịch đều có dính, kết hợp cùng với Đề Bà Đạt Đa, một là muốn hại Phật, rồi Đề Bà Đạt Đa hỗ trợ cho lật đổ vua cha, rồi bắt mẹ nhốt vào lãnh cung. Nó tóm tắt là trong ngũ nghịch trọng tội đã phạm. Nhưng sau này Thái tử A Xà Thế biết quay đầu sám hối, từ cái công đức niệm Phật mà ngài giảng sanh thượng phẩm chung sanh. Cái phẩm giảng sanh mà thượng phẩm chung sanh là phẩm cao quý vị. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không khi lúc trước ngài đọc đến công đoạn này thì trong lòng ngài cũng chưa phải hoàn toàn tin tưởng quá đâu. Ngài giảng ngài nói gì, nhưng mà càng về sau ngài mới hiểu ra cái nguyên lý là cái tâm sám hối. Cái tâm sám hối đó có nghĩa là cùng cực sám hối luôn. Cái giảng sanh phẩm vị cao là ngay cái tâm quay đầu. Dù là tạo tội nghiệp nặng cỡ nào nhưng chân thật quay đầu, cái phẩm vị giảng sanh cao. Giống như cái câu chuyện của Pháp Sư Quánh Kha, Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không cũng thường kể. Mà mình nghe những câu chuyện này cái mình thấy đúng là các ngài từ bi. Thì nhìn thấy trong cái thời cuộc này nhiều người làm sai, nên mở ra con đường cho người ta có cơ hội. Nếu không là tắt hết trơn, không có cơ hội gì luôn, cứ lao đầu làm sai hoài luôn, không có dừng lại được. Nên Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng hay thường kể câu chuyện nó suốt không? Một người ở trong chùa mà tạo tội nghiệp nặng nề, sau này nghe được pháp môn Tịnh Độ, có thể niệm Phật giảng sanh, thì cái tâm sám hối của ông nó cực kỳ mạnh luôn. Mà nhiều người chúng ta bây giờ làm không được đâu, làm không được, cái tâm sám hối quá mạnh. Ông vào trong lưu thất, ông đóng cửa, ông niệm Phật 3 ngày 3 đêm, không ăn không uống nha quý vị, làm không nổi theo đâu.
Mình mà làm kiểu đó thì mình không giảng sanh, mình chết queo. Giỡn đâu. Cái tâm của các vị đó cũng là những bậc không đơn giản. Có khi bậc Bồ Tát thì hiện đến để cho tất cả chúng sanh thấy, tạo tội nghiệp quay đầu niệm Phật cũng được giảng sanh. Nhưng tới đời mình thì sám hối, mình niệm Phật từ từ. Mình làm như người ta mình làm không được, rớt luôn thì sao? Đúng không? Quay đầu sửa đổi, tu hành là được rồi. Ngày quánh ca ngày làm được. Niệm Phật 3 ngày 3 đêm cảm với bổ nguyện. Giống như trong kinh A Di Đà nói niệm Phật từ 1 ngày đến 7 ngày. Ngày niệm tới 3 ngày. Chân thật niệm, không ăn không uống, niệm quá trời niệm luôn. Cuối cùng giống như đi vào cái cảnh giới, nhập vào cảnh giới mà cảm với bổ nguyện Phật A Di Đà thì hiện đến. Nói rằng thọ mạng không còn 10 năm, cố gắng tu đi. 10 năm sau ta đến tiếp dặn. Xong ông nói con tu dở, tội nghiệp nặng nề, 10 năm sau sợ tạo tội nghiệp thêm nữa. Lúc đó ngài không đến trước, khổ, khôn ghê. Thôi bây giờ thôi con xả luôn 10 năm tuổi thọ, vì cực lạc trước chắc ăn được thọ mạng vô lượng. Lúc đó trở lại độ sanh bao nhiêu ngày tháng cũng được. Ông này công nhận khôn, khôn quá. Cho nó chắc ăn á, cho chắc ăn như các ngài thị hiện, các ngài diễn cho mình, để mỗi người mình khi gặp trường hợp đó thôi, mình cầu sanh cực lạc đi. Chứ mình đừng có nói ở lại 10 năm mà mình lúc đó mình tưởng nó mình thấy Phật rồi đó, vỗ cánh bình minh. Mình không niệm Phật nữa mình tạo nghiệp làm sao? Lúc đó đâu có cảm bổ nguyện đâu mà rước. Hứa là do 10 năm ông phải lo tu kìa. Còn tuổi thọ 10 năm mà 10 năm này ông lo tu nghe chưa? 10 năm này ông không tu sao rước? Sợ sợ 10 năm đó không tu làm sao? Đúng không? Đó là thể hiện đặc biệt. Xong mà nói giờ thôi con xả 10 năm tuổi thọ theo Phật A Di Đà. Phật A Di Đà ngài hỏi suy nghĩ kỹ chưa? Già suy nghĩ kỹ lắm á. Con thấy con là phàm phu tội chướng nặng nề, mà cái cõi đời thì nhiều sự cám dỗ quá, sợ 10 năm không biết giữ được cái tâm tu đó hay không. Thôi Phật rước con đi đi. Ngài nói gì được. 3 ngày sau giờ đó ta đến ta tiếp dặn. Xong mở cửa thắt ra mừng vui vô cùng, nói với mọi người niệm Phật. Phật hứa ngày đó giờ đó ngài đến rước rồi. Người nhiều người trong chùa đâu có tin đâu. Nói rằng là ông người ông vậy mà Phật rước, hư hỏng sai. Trong chùa làm biết không chịu lo tu hành gì, ăn mặn uống rượu làm chuyện tầm bậy tầm lum. Phật rước gì mà rước. Nhưng không sao, chỉ có 3 ngày thôi để coi. Rồi xong tới ngày thứ 3 thì ông nói với người trong chùa rằng thôi ngày nay quý vị chuyển cái thời khóa tu qua thành niệm Phật, đưa tiễn tôi về cực lạc đi. Nó thì được, niệm Phật thì niệm, niệm có con thờ tôi không giảng sanh là biết tay với tôi cho biết. Nó tóm tắt lại cũng không có uy tín, không có uy tín ở trong chùa, tại vì làm sai đâu có nghiêm túc, đâu có uy tín, nên nói người ta đâu có tin đâu quý vị. Thì được thì niệm, chút thì niệm, nhưng mà không giảng sanh là biết tài. Cho biết đó nha. Thì bắt đầu niệm, thì ông cùng ngồi niệm, niệm chút, ông nói thôi chào mọi người tôi đi, thì ông giảng sanh. Đó là người tạo tội nghiệp có uy tín gì đâu, nhưng mà thành tâm sám hối. Khi thấy mình tạo tội nghiệp nặng nề, quay đầu sám hối 100% luôn, được giảng sanh. Bây giờ tất cả chúng ta nghe câu chuyện này, mình tạo tội nghiệp mình thấy mình có cơ hội, đúng không? Chúng sanh đều có cơ hội hết, nên sám hối niệm Phật vãng sanh. Nên cái nguyện 21 nè: khi con thành Phật. Chuyến này đi đến đây khi con thành Phật nhiều quá.
chắc chiến này về chắc cảnh giới tăng lên. Phát nguyện khi con thành Phật nhiều quá phải không? Khi con thành Phật, có chúng sanh nào trong mười phương cõi nghe được tên con, chuyên tâm nghĩ về cõi nước của con, phát tâm bồ đề, bền chắc không lui, gồm chồng công đức, chí tâm hồi hướng, muốn về cực lạc thảy đều tội nguyện. Nếu có nghiệp ác của các đời trước nghe được tên con, liền tự sám hối, làm các thiện nghiệp, tụng kinh trì giới, nguyện sanh nước con, đến khi mạng chung liền được sanh về cõi nước của con. Nếu không như thế, con không thành Phật. Đây là nguyện 21, nguyện sám hối được vãng sanh. Toàn là cái câu mà nhấn mạnh nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc và phải giữ tâm kiên cố. Quý vị nhấn mạnh cái chỗ này nè. Cái chỗ này là cái chỗ mà đặc sắc của tịnh độ. Mà người tạo tội nghiệp nặng nề gì lúc trước nha, mà bây giờ mà chỉ cần gặp tịnh độ, nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, rồi giữ cái tâm kiên cố nhớ đó đó, giữ cái tâm kiên cố nhớ đó đó, là chắc chắn vãng sanh. Nên toàn là nhấn mạnh phải không? Phát Bồ Đề tâm giữ tâm kiên cố phải không? Để cầu sanh cực lạc phải giữ tâm kiên cố, tín nguyện phải kiên cố, duy trì. Nên từ nơi đó mà chúng ta thấy mình có cơ hội. Rồi thêm nữa, nhiều người mang nghiệp phá thai. Những đức nghĩ rằng là cái nghiệp phá thai nó sẽ nhẹ hơn là cái nghiệp tạo tội ngũ nghịch. Vì trong kinh liệt kê ngũ nghịch trọng tội là nặng nhất. Trọng tội là ngũ nghịch, thấy không? Nghiệp phá thai là nghiệp quả nhân duyên dai dã nhau quý vị. Thì chắc chắn là cái người mang nghiệp phá thai mà quay đầu niệm Phật, đây là cái pháp tu sám hối thù thắng nhất. Pháp tu sám hối thù thắng nhất. Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư là Ngài tu 10 đời mà không phải niệm Phật, mà Ngài có thể duy trì được 10 đời Ngài tu. Duy trì được 10 đời tu, đến khi mà nó đổ nghiệp ra là Ngài bị chịu thố là một ghẻ mặt người ngay đầu gối. Nhưng tới đời thứ 10 khi mà Ngài bị đổ nghiệp đó, quá giải xong rồi, Ngài mới gặp Pháp Môn Tịnh Độ. Là cuối cùng Ngài cũng phải niệm Phật, đời thứ 10 Ngài mới giảng sanh. 10 đời miêm mặt tu mà không thành tựu, quý vị coi quá dữ dằn luôn. Đời thứ nhất, đời thứ hai mà cho tới đời thứ 10, đời nào cũng tu, duy trì được 10 đời luôn. Vậy mà đời thứ 10 phải dính nghiệp quả, dính nghiệp quả. Rồi cuối cùng gặp Pháp Môn Niệm Phật, Ngài mới thành tựu cái đời thứ 10 giảng sanh. Những đức đọc trong sách rõ ràng luôn á. Nên khi mỗi một con người chúng ta nghe gì, mình thấy rằng là hiện tại mình đã gặp Pháp Môn Niệm Phật, là cái cơ hội của mình cao quá. Cơ hội mình quá cao. Mà đây là một cái thiện căn nhân duyên phước báo nhiều đời nhiều kiếp mình gặp được cái cơ hội này. Nên bây giờ mỗi một con người chúng ta sám hối bằng cách nào? Niệm Phật. Nhớ Phật, niệm Phật là một phương pháp sám hối thù thắng. Chúng ta dùng phương pháp niệm Phật lễ Phật là một phương pháp sám hối thù thắng nhất. Tại vì trong kinh Đức Phật nói rằng là nếu như nghiệp chúng sanh tạo mà có hình tướng thì tặng hư không khắp pháp giới này cũng không có chỗ chứa. Nếu tạo tội nghiệp mà có hình tướng thì tặng hư không khắp pháp giới này cũng không có chỗ chứa. Vậy thì nó không có cái thể tướng của cái nghiệp mà do chúng ta quay lại nhiều quận. Có nghĩa là nghĩ đến nó quay lại quý vị. Ví dụ như mình mang nghiệp phá thai, mình nghĩ đến một lần là tăng nghiệp phá thai một lần. Mình tạo một cái tội nghiệp gì bất hiếu với cha mẹ, bây giờ mình nghe đạo mình, tự nhiên có những người nghe rồi cái thấy sợ cái nghĩ tới. Nghĩ tới, rồi nghe rồi sợ cái nghĩ tới chuyện phá thai.
hoặc là sát sanh, cái nghe rồi giờ sợ, cái nghĩ tới việc sát sanh, cứ nghĩ tới, thì nói rằng là nghĩ một lần thì tăng một lần nghiệp, nghĩ một lần thì tăng một lần nghiệp. Thì câu Phật hiệu này sám hối là câu Phật hiệu này mình nhớ thế vào cái chỗ nhớ nghiệp mà nhớ Phật. Thấy không? Không có nhớ cái nghiệp đó mà nhớ Phật. Bây giờ mình nghe mình biết cái nhân quả đó đáng sợ thì mình nhớ Phật, chứ mình không có nhớ cái nghiệp đó nữa. Mà mình không nhớ cái nghiệp đó nữa, nhưng mà mình vui trả cái nghiệp đó. Hiểu không? Mình vui trả cái món nợ đó, tại vì mình đã tạo ra, thì bây giờ người ta đòi mình vui trả. Mà vui trả không có oán than, vui vẻ trả không oán than, mà gây dựng niệm Phật thì tiêu nghiệp. Hay không? Cái này quá hay nè. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ Tử Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con phát Bồ Đề tâm niệm Phật nghe pháp cũng đi thực phóng sanh. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe điều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này sanh về cõi Cực Lạc. Và đệ tử chúng con nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu an cho Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, và hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị. Nguyện cho tất cả mọi người ai cũng biết niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ dặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan, chết ức và chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chư hương linh, nguyện cho tất cả chư vị thần thức sáng suốt tỉnh táo, biết nương vào bổn nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, quyết tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Cực Lạc, về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim ti như cung, tự thực biến thập phương nhất thiết Phật tự cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngã đặng dự Phật tự giai cộng tình Phật đạo. Như đặng ngộ tình chung ngã kim ti cung, tự thực biến thập phương nhất thiết hộ tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng tình Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tí nhự cung, tự thực biến thập phương nhất thiết hộ tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Nhớ đặng cô hồn chung ngã kim thí nhự cung, thử thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lũng lắng ta bà ha, bà ha, một lũng lăng ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, và việt nhật ra hồng. Giá trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tham Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tham Bồ Tát,
Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh, danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Bi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À, chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. À, quý vị nhớ là khi mình gặp bất cứ con vật nào ổ kiến hay gì, mình đọc tam quy y vậy đó là mình kết duyên được rồi đó. Rồi mình niệm Phật vài câu cho chúng sanh nó được nghe, là họ đã được gieo cái duyên đặc biệt. Từ cái tâm làm vậy thôi nó đã có phước báo rất là lớn. Nhớ cái công đức phóng sanh thù thắng lắm. Nên mình đi về chùa, mình được dự chương trình, rồi mình được làm lễ phóng sanh. Thí dụ như mỗi một người mình muốn cầu cho gia đình người thân cầu an, hay là cầu siêu, hay là người bệnh hoạn, mình phóng sanh để mình hồi hướng cái công đức đó cho quan gia trái chủ mà mình đã từng sát sanh. Từ nơi cái tâm đó của mình nó quá giải nghiệp rất là lớn. Nhất là cái đại chúng đông người gì, khi mà làm lễ phóng sanh, cái tâm mình vui vẻ hoan hỷ khi những con vật nó thoát khỏi chim lồng cá chậu, thì cái tâm đó của mình nó phước nó lớn dữ lắm. Nhớ khi mình niệm Phật vỗ tay hoan hỷ vui vẻ để mà thả chim nha. À, chúng ta đồng niệm Phật để thả chim nè. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha.
À, chúng ta xuống chai đường để kiếm cơm ăn đi quý vị.